Nóng, cắt bao quy đầu tại tiệm xăm, người đàn ông gặp biến chứng nguy hiểm. Sau khi đến một cơ sở xăm hình nghệ thuật để cắt bao quy đầu, người đàn ông 38 tuổi ở Hải Phòng phải vào viện vì vết mổ bị rách, chảy máu liên tục. Bác sĩ nói gì về trường hợp này? Thì các bạn biết rằng cắt bao quy đầu hiện nay là các bạn tùy tiện đến tất cả các nơi các bạn cắt. Mình thấy có những nơi mà cái người cắt không hề biết gì về y khoa cả. Thì khi chúng ta cắt bao quy đầu đi, thì cái mà lo ngại nhất này, các bạn biết rằng là mỗi người đàn ông cái quý giá nhất mà chắc có thể là cái cụ nhỏ của chúng ta là cái quý giá nhất rồi. Thế thì nếu chúng ta đi cắt mà ở những cái nơi mà không có chức năng và người ta không hiểu về phòng chống nhiễm khuẩn, không hiểu về vô trùng, thì người ta có thể làm lây nhiễm, và nguy hiểm nhất là lây nhiễm những virus ví như virus HIV, virus viêm gan và những cái bệnh như là lậu, nhân ma, sùi màu gà cũng có thể lây nhiễm qua khi mà chúng ta không đảm bảo vô trùng, và nó có thể làm đau biến dạng cổ nhỏ của chúng ta mà làm mất cái chức năng quan hệ của chúng ta. Điều này rất là nguy hiểm, nên là chúng ta nên chọn lựa những nơi mà có cái chức năng, có cái danh mục kỹ thuật và nơi bác sĩ người ta chuyên làm những dịch vụ này, thì cái giá dịch vụ cũng rất là rẻ thôi, an toàn cho chúng ta và nó đưa cái kết quả nó sẽ tốt hơn. Một những điều các bạn ngại là gì? Mình đến bệnh viện thì thủ tục rườm rà, thì hiện nay các bạn có thể đến những bệnh viện thẩm mỹ nơi mà có cái danh mục kỹ thuật cắt bao quy đầu, thì chúng ta có thể thực hiện nó rất là đơn giản. Và hiện nay là tất cả bệnh viện thẩm mỹ thì đều có chính sách và bảo mật thông tin của chúng ta, nên chúng ta làm rất là nhanh chóng và không có sợ bị lộ thông tin gì cả, và làm cũng hết sức là riêng tư và chuyên nghiệp, nên các bạn yên tâm. Cơ Ngu bảo vệ sức khỏe phải mạnh.